Nha khoa Bảo Ngọc được thành lập vào năm 2011. Với hơn 9 năm đi vào hoạt động, Nha khoa Bảo Ngọc đã trở thành một điểm đến đáng tin cậy không chỉ ở khu vực Thái Nguyên mà còn ở các tỉnh lân cận. Dưới sự dẫn dắt của thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Đình Tuyên là nơi hội tụ của những y bác sĩ có kinh nghiệm nha khoa từ các trường đại học y đào tạo răng hàm mặt hàng đầu cả nước. Với phương châm nụ cười của bạn là câu chuyện của chúng tôi, Nha khoa Bảo Ngọc luôn đặt sự uy tín và tin tưởng của khách hàng lên hàng đầu. Đến với Nha khoa Bảo Ngọc, bạn sẽ được chăm sóc hoàn hảo và toàn diện. Với kinh nghiệm 8 năm hoạt động hiện tại, Nha khoa Bảo Ngọc đã mở rộng thêm 3 chi nhánh tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, huyện Đại Từ và trụ sở chính đặt tại địa chỉ số 410 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tại Nha khoa Bảo Ngọc được trang bị những trang thiết bị hiện đại nhất trong nha khoa với hệ thống các phòng chuyên khoa riêng, phòng nội nha, phòng nắn chỉnh, phòng tiểu phẫu đảm bảo vô trùng tuyệt đối với không gian thoáng mát và những điều kiện an toàn nhất trong điều trị khách hàng. Hệ thống ghế máy hiện đại nhập khẩu từ các nước có nền nha khoa phát triển, phục vụ khách hàng tạo cảm giác thoải mái nhất khi thực hiện khám chữa bệnh tại Nha khoa Bảo Ngọc. Tại Nha khoa Bảo Ngọc còn đầu tư hệ thống máy kiểm tra sâu răng sớm, hệ thống máy đầu tiên và hiện đại nhất có tại Thái Nguyên, giúp bạn kiểm tra được những bất thường và dấu hiệu sâu răng ngay từ thời kỳ chưa có biểu hiện rõ, giúp khách hàng biết trước được tình hình răng miệng hiện tại của mình. Bên cạnh đó, Nha khoa Bảo Ngọc còn đầu tư những máy móc hiện đại khác như đèn tẩy trắng công nghệ plasma, hệ thống tay khoan, mũi khoan kim cương, hệ thống máy siêu âm trong điều trị nha khoa. Hiện tại, Nha khoa Bảo Ngọc cung cấp các dịch vụ như khám chữa bệnh về răng, các dịch vụ thẩm mỹ như làm răng sứ, dán sứ veneer, niềng răng, tẩy trắng răng công nghệ cao và dịch vụ cao cấp đòi hỏi chuyên môn cao và máy móc hiện đại như cắm răng implant không gây đau đớn. Từ tháng 11 năm 2017, Nha khoa Bảo Ngọc được sự cấp phép của Sở Y tế sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh về răng hàm mặt, đảm bảo tối đa những lợi ích cho khách hàng được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, tại Nha khoa Bảo Ngọc có xưởng răng ngay tại chỗ, cung ứng tối đa và thuận tiện nhất cho dịch vụ răng sứ thẩm mỹ tại nha khoa. Các kỹ thuật viên đều được tham gia các khóa học đào tạo ngắn hạn và dài hạn chất lượng cao, phục vụ cho công việc sản xuất cũng như chất lượng dịch vụ của nha khoa. Răng sứ IB, răng sứ được đăng ký độc quyền tại Nha khoa Bảo Ngọc với chất lượng hoàn hảo, tinh tế và thời gian bảo hành lâu dài. Nha khoa Bảo Ngọc tự hào là cơ sở uy tín trong khám và điều trị bệnh răng miệng cũng như thẩm mỹ răng, luôn đáp ứng mọi nhu cầu về sức khỏe và thẩm mỹ nụ cười của quý khách hàng. Nha khoa Bảo Ngọc cam kết thẩm mỹ hiện đại, an toàn, dài lâu.